Clip tiệm spa bùng cháy kinh hoàng sau cú tạt xăng của người đàn ông, nhiều người nháo nhào dẫn cháu bé bỏ chạy. Mới đây, mạng xã hội xôn xao lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mang xăng tạt vào một tiệm spa, rồi châm lửa đốt, nhiều người trong đó có cả cháu nhỏ hốt hoảng tháo chạy. Clip người đàn ông bất ngờ xông vào spa tưới xăng châm lửa đốt. Theo đó, đoạn camera an ninh ghi lại cho thấy, bốn nữ nhân viên của tiệm spa cùng một cháu nhỏ, khoảng 3 tuổi đang ngồi trong tiệm, thì người đàn ông từ ngoài cửa xông vào với thái độ hùng hổ tức giận, Người này mang chai xăng tưới khắp sàn của tiệm spa khiến các nhân viên sợ hãi, vội vã bế cháu nhỏ tháo chạy tìm lối thoát. Khi các nhân viên chạy ra khỏi tiệm, một người phụ nữ áo xanh đã cố kéo người đàn ông ra ngoài cửa. Người đàn ông trượt ngã trước cửa tiệm, sau đó không rõ vô tình hay cố ý mà đã châm mồi lửa vào vũng xăng vừa tưới. Ngọn lửa bùng lên trong tích tắc thiêu cháy cả tiệm spa, không những thế gã đàn ông còn bị lửa trùm lên người nên vội tháo chạy đầy kinh hãi. Ngọn lửa bùng lên kinh hoàng ảnh cắt từ clip được biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày ngày 15 tháng 3 năm 2020 tại huyện Trừ C, Gia Lai, dù đã qua một thời gian khá dài tuy nhiên gần đây, đoạn clip ghi lại sự việc tại hiện trường mới được phát tán và lan truyền trên mạng xã hội. Người đàn ông có hành vi châm lửa đốt tiệm spa là Siêu Khiêm, sinh năm 1998, trú tại làng Tai Pê xã Yê Hla, huyện Trừ Pư Hát, Ngày ngày 15 tháng 3, Khiêm đến tiệm spa của chị Võ Thị Lam, sinh năm 1995, trú tại thôn 2, xã Ehlop, huyện Trừ C, là nơi vợ của Khiêm đang học nghề, rồi tưới xăng khắp tiệm, bật lửa đốt. Hậu quả, tiệm spa của chị Lam bị cháy, thiệt hại tài sản khoảng hơn 22 triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do siêu khiêm, không đồng ý cho vợ mình học nghề tại tiệm spa. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.